Không nghe. Anh hả? Anh qua chưa? Qua rồi nè. Anh qua rồi, anh biết cái chìa khóa đấy đâu không? Nãy giờ đứng trước cửa đó, chìa khóa để đâu vậy? Em để chân chạy dài ngoài trước cửa. Anh vô anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh anh ăn hết đi. Xíu đi viện anh về. Anh nhớ lấy cái laptop về luôn nha. Mình chia tay rồi, em không muốn dính dáng gì tới anh hết trơn á. Đang vô này em đang buồn, bắt đầu tới chị vô nhà nè. Rồi chị vô anh đi. Chị vô là mở cái tủ dép ra. Xong rồi chị mở cửa ra. Chị mới vô đó chị ăn hết trơn đồ luôn. Rồi xong mình trả lời nè. Alo. Alo em nghe. Anh ăn hết đồ cho tủ lạnh rồi đó. Ồ. Bây giờ anh về nha. Anh không chờ em về hả? Thế là cuộc tình của Trúc Ly chia tay. Kể từ lúc đó, mối tình đầu tiên là kiểu thâm hành. Khoan đi, khoan. Cái này là miếng gì vậy? Miếng vui hay là miếng gì? Miếng vui hả? Miếng bi hả? Cái miếng này mày không có hiểu đâu, chỉ có tới 3 miếng với 4 loại. Cái miếng này là tao cứu bà hồi nãy. Chị á, ngu quá trời á. Rồi bà già này nữa, già còn lì nữa. Qua ngoài. Hồi nãy vui quá chị. Không ai trời. Má gì? Má quăng miếng nội bộ ai mà hiểu? Cái miếng này miếng nội bộ, miếng trong nhà, miếng gia đình ai mà hiểu? Má gì? Trời ơi, tôi con cái diễn mà còn không hiểu nữa kìa. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy cái nội bộ đừng có nói ra. Đúng rồi, tôi giống như mẹ tôi nè. Mẹ tôi hãy dẫn trai về nhà này, tôi có nói đâu. Anh chứ tìm nói không đó. Má má vô đi, má ngồi nó lâu cho hết giờ nè. Hay quá, hỗ tay cho chị Quyền. Rồi em hết cứu chị được luôn rồi. Dạ, vì cảm ơn chị Google. Tính đã mở ra chị em bàn với nhau để mà cứu. Bàn cái kịch để mà cứu. Trời, nó mới bàn cái kịch quá chừng có 3 giây thôi quý vị. Nó vừa bàn xong qua cái nước tới nó. Cái kia trọng xét, cái quên mất tiêu mẹ chân. Anh hiểu chuyện ra chị quăng chút chi. Rồi quý vị giờ thuốc tiếp quý vị nha. Chú không nổi luôn. Anh Khánh là nào? Thằng cái câu chuyện nãy đó. Thì đó, chị mà chị cũng hỏi nữa. Chị nói rồi mà chị cũng hỏi nữa. Đang cố luôn đó. Không chịu buông thì con này cứng đầu dễ sợ. Anh Khánh, anh Khánh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Con số 3, con số 3, sao gì đi mang gì đi con cái gì ra. Mang gì đi con
một mình con số chín vô con bóng bị con sống.